Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Thế bây giờ mình làm bài tập về thì future. Future, mình cũng có 4 thì. Future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Đây là công thức cho 4 cái thì tương lai. I will come, I will be coming, I will have come, and I will have been coming. Tại sao mình không double cái em các anh chị? Hả? Hả? Tại sao mình không double cái em? Có ai biết không? Hả? Yeah, tại tận cùng nó bằng chữ y. Okay. If the word end with the e, drop the e and add the ing. Phải không các anh chị? Nếu động từ cuối cùng bằng chữ y thì mình sẽ bỏ chữ y đi rồi mình mới thêm ing. Đừng có ba chớp ba nhán nữa. Ồ sao cuối cùng bằng chữ em? Trước nó là một nguyên âm không double chữ em. Cuối cùng phải là chữ em nha, nó là chữ y. Okay. Đó là cái luật. Và đây là công thức của 4 thì. Okay. Mình nói future symbol hay là symbol future các anh chị? Họ biết tỉ mi ưa hỏi các anh chị lắm. Lại coi các anh chị biết tới đâu biết không? Cái nào cũng được hả? Cái nào cũng được. Bây giờ mình dịch câu này nè. Okay. Thì tương lai đơn giản nói sao? Thì tương lai đơn giản nói sao? Thì tương lai đơn giản nói sao? Future simple tense hay là simple future tense? Future simple tense hay là simple future tense? Ba chữ, give me three words. Ba chữ. The simple future. Còn chữ tense nữa, nếu có chữ the thì là 4 chữ. Future simple tense, phải không? Right. Ok, đây là cách mình dùng cái adjective. Tuần tới mình sẽ học adjective. Hôm nay mình chỉ nói sơ sơ thôi nha. Cái gì chánh à? Cái câu mà thì tương lai đơn giản thì cái nào là chánh? Cái nào là chánh? Mình đang nói về cái nào? Thì tương lai đơn giản. Yeah, mình đang nói về cái tense. Phải không? Mình đang nói về cái thì. Mình đang nói về cái tense. Right? Mình đang nói về cái tense. Nên cái tense mình phải để phía sau. Thì mình nói rồi. Cái gì chánh thì phải để phía sau. Right? Rồi. Kế đó cái future symbol. Cái future symbol hai cái này. Cái nào là chánh? Future. Phải không? Future là chánh. Thành ra mình sẽ để ở phía sau luôn. Phải không? Mình phải để ở phía sau luôn. Thành ra mình có tense rồi nè. Đấy. Mình nói ngược từ sau ra trước nha. Tense là để phía sau rồi nè. Kế đó là future nè. Đấy. Cũng để phía sau luôn nè. Đấy. Phải không nè? Rồi chỉ còn cái chữ cuối cùng là symbol. Phải không? Kế nghĩa là mình nói ngược từ phía sau ra phía trước. Phải không? Đó rồi giờ mình sắp vô trong cái câu. Thì mình sẽ có là the symbol future tense. Ngoan gì? Dễ ẹt. Đã nói rồi cái gì chánh để phía sau. Ok. Rồi các anh chị biết dùng chưa? Mình sẽ học thêm chi tiết về cái adjective này. Ok. Cho tuần tới. Chiều hôm nào. Rồi bây giờ học với Tiểu My là phải các anh chị phải sẵn sàng chiến đấu. Ok, Tiểu My hỏi bất cứ lúc nào, bất cứ cái gì. Mà thường thường Tiểu My hỏi những cái gì mà Tiểu My đã chia sẻ cho các anh chị rồi nha. Ít khi nào mà chưa học mà hỏi hết trơn. Ok, nên đừng có sợ. Đấy. Rồi bây giờ làm
làm bài tập nè thì tương lai. I will come. Giờ ôm lại cho các anh chị chút xíu. I am. No 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 no, không dùng động từ to come được. I will play. I am going to play. I am playing. Ba câu này đều ở thì tương lai. I will play game. I'm going to play game. I'm playing game. Điều ở đều là tương lai, simple future nha các anh chị. Điều ở ở tương lai, ở thì ở tương lai đơn giản đó. Nhưng mà khi nào mình nói là I will play, I'm going to play and I'm playing. I will play là chúng mình chỉ ôn lại quickly thì nhanh nha các anh chị, chứ không có go over cái bài text nữa là chắc mất giờ. I will play là nói, là hứa cuội, là nói khơi khơi, giọt miệng ra nói chứ chưa có ý định làm cái chuyện đó. I will play game after I finish my homework. Tôi sẽ chơi game sau khi tôi xong làm bài xong. Nhưng mà đến chừng mình làm bài xong rồi, cái sau mình có chuyện khác mình làm chứ mình không có play game. Đó là khi là mình dùng chữ will. Okay, I'm going to play game after I finish my homework. Là tại vì cái này là mình đã có cái dự định rồi. Mình sẽ chơi game với bạn của mình, nó đang ngồi đợi mình ở ngoài phòng khách kìa. À, khá như vậy, mình đang trong phòng học, nó đợi mình ngồi ngoài phòng khách đặng mình chơi chơi game với nó. Thì mình nói câu này. Okay, I'm going to play game with my friend. Nghĩa là mình có cái dự định trong đầu rồi. Okay, và mình sẽ làm cái chuyện đó sau khi mà mình làm xong cái bài homework của mình. Okay, không có hứa cuội. Này hứa thiệt chứ không có hứa cuội. Right? Rồi. Nhưng mà mình không biết là khi nào mà mình làm xong cái bài học. Khi mà mình dùng cái be going to đó thì cái thời gian mình không có biết được khi nào mình sẽ làm chuyện đó. Có thể là mình làm xong bài trong vòng 5 phút, có thể là 10 phút, có thể là nửa tiếng nữa, có thể là một tiếng nữa. Cái thời gian mình không có biết. Thế. Okay. Còn cái câu cuối cùng, I am playing game soon. Thì cái câu cuối cùng cũng dịch là sẽ, tôi sẽ chơi game với bạn tôi trong chốc lát nữa. Cái này có nghĩa là mình gần làm xong bài học rồi, còn 5 phút nữa là xong, giỏi lắm 10 phút nữa là xong. Nghĩa là cái thời gian nó phải càng gần càng tốt, mình phải hiểu trong đầu. Tốt nhất là mình phải mention cái thời gian ra, càng gần càng tốt. Tại sao vậy? Tại cách dùng này cho một cái trường hợp là mình đã dự định chắc chắn 100% mình làm chuyện đó. Thành ra mình phải để thời gian càng gần để cho nó không có thay đổi được nữa. Ví dụ còn 5 phút nữa mình làm xong bài tập rồi, dĩ nhiên là mình chơi game rồi. Ok? Phải không các anh chị? Hả? Ok, cái I'm going to play game. I am going to play game. Ok, hỏi cái I am playing game. Đây là present continuous, hiện tại tiếp diễn. Ok, Đặng Văn Nam đang thắc mắc chỗ này phải không? I am playing game, mình không cần để chữ now vô thì mình biết là mình đang làm cái chuyện đó. Đây là present tense. Trong khi đó this one right here, Đặng Văn Nam mới vô rừng học với chị My phải không? Say yes đi. Không? Đặng Văn Nam, answer me please. When someone asks you a question, that means you owe them an answer. Đặng Văn Nam mới vô room phải không? Học với chị My phải không? Lê Bích Ngọc luôn phải không? Say yes đi. Yes, biết không? Ai mới vô room là không biết trời đất gì hết trơn á. Cái này học rồi. Hey. Em đi biết liền ha. I am playing game soon.
thế. Một thì là hiện tại and một thì là tương lai. Hiện tại có nghĩa là cái việc đó nó đang xảy ra, còn tương lai có nghĩa là cái việc đó nó chưa xảy ra. Thế okay. Nên mình muốn dùng cái present continuous cho future thì mình phải để cái thời điểm vô. Yeah, đây là tương lai nha, không phải là tương lai lúc nào cũng chữ will đâu. Nó có ba cách dùng tương lai. Okay. Khi mà mình dùng cái present continuous for future thì mình phải để cái thời điểm vô, bắt buộc mình phải để cái thời điểm vô. Nếu mình không để cái thời điểm vô thì người ta sẽ hiểu lầm mình đang làm chuyện đó. The best is living in 10 minutes. Cái này xảy ra chưa? Cái này xảy ra chưa các anh chị? Hả? Chưa. Thấy không? Thành ra cái khi mà mình nói tương lai mà mình dùng cái present continuous, bắt buộc mình phải để thời điểm vô, please. Anh chị thấy không? Còn 10 phút nữa thôi xe bus nó sẽ chạy, thì chắc chắn 10 phút nữa xe bus nó sẽ chạy. Phải không? Nhưng mà bây giờ nó chưa chạy. Anh chị hiểu rồi phải không? Nếu không để thời điểm vô, người ta hiểu là cái việc đó nó đang xảy ra. Okay. Thành ra đừng có bắt lỗi nha, đừng có bắt lỗi người ta, chỉ mình tha cho Đặng Văn Nam á. Okay. Tại Đặng Văn Nam chưa biết. Okay. Nên chỉ mình không có bắt lỗi. Rồi hiểu rồi phải không các anh chị? Nghĩa là có ba cách áp dụng thì future symbol. Okay. Một là mình dùng chữ will, will là hứa cuội. Chị nhớ điều này nha, will là hứa cuội, có nghĩa là có thể thay đổi. Hoặc là mình nói ra cái ý định ngay cái, mình quyết định cái sự việc đó ngay cái lúc mà mình đang nói. Okay. Thành ra từ đây đến sau đó nói về tương lai đừng có dùng chữ will. Chỉ trừ trường hợp là mình chưa có biết trước, mình nói nhưng mà mình có làm hay không thì mình mới dùng chữ will. Phải dùng chữ I'm going to, be going to, hay là present continuous. Okay. Giờ áp dụng nha. Ok, bây giờ tiếng thì cho các anh chị một câu. Ok. Các anh chị dùng chữ will hay là be going to hay là present continuous. Ok. Giữa giờ không? Không có nghĩ gì hết trơn á. Học cho chết luôn cho rồi đi. I'm hungry. Oh, I make you a sandwich. Yes. Angry Tiger. Angry Tiger đổi nick lại đi là thông minh trở lại. Là hết chậm tiêu liền hả? Angry Tiger đổi nick đi. Ok. Đổi nick là Funny Tiger. Ok. Tại sao dùng chữ will ở đây? Anh Đặng Văn Nam luôn. Đặng Văn Nam chưa hiểu vấn đề. Cái sự việc mà mình làm một cái sandwich cho em mình hay cho ai có tính trước hay không? Đặng Văn Nam có tính trước hay không? Hả? Có dự định không? Có dự định, có plan trước không? Không. Không. Phải không? Không. Đấy. Thành ra khi mà mình chỉ giọt miệng mình nói, mình quyết định làm cái chuyện đó ngay cái thời điểm đó, mình chưa có dự định gì hết trơn. Mình sẽ dùng chữ will. Okay. Đàm Văn Nam hiểu rồi phải không? Yeah, will. Mới vừa giọt miệng nói thôi mà. Right, cảm ơn. Okay, now next one. He studied law at Cambridge University next year. Ông ta sẽ học luật ở tại cái trường đại học Cambridge năm tới. Very good. Ở đây có dự định trước không? Hả? Đặng Văn Nam chưa có nắm vững vấn đề. Có dự định trước không? Không dự định làm sao biết là Cambridge? Phải không? Yeah, có kế hoạch rồi. Right? Next year thì nó hơi xa. Phải không? Thành ra đây mình không có dùng cái present continuous hay là will được. Ra đây mình sẽ dùng is going to.
Lệnh Văn Nam hiểu rồi phải không? Lệnh Văn Nam hiểu rồi phải không? Nhớ nhà Tiểu My lặp lại nè. Chữ will là không có dự định gì hết trơn. Còn be going to với lại present continuous có dự định rồi. Khác nhau chỗ nào? Khác nhau cái chỗ be going to, mình không cần để cái thời điểm vô cũng được. Tại vì mình có dự định, nhưng mà cái vấn đề đó, cái chuyện đó mình không biết là mình làm khi nào. Còn cái present continuous đó, thì mình phải để cái thời điểm nó càng gần càng tốt. Tại cái điều đó chắc chắn phải xảy ra gần như là 100%. Thành ra mình để cái thời điểm càng gần càng tốt. In 5 minutes, soon, đại khái như vậy. Ok? Đàm Văn Nam hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Say yes đi. Ok, cảm ơn. Rồi, câu này nha, câu này nha. Oh darling, I love you so much. You marry me? Yeah, ở đây dùng chữ will, phải không? Will. Tại vì mình đâu có biết trước là, mình chỉ đặt câu hỏi thôi. Mình đâu có biết trước là cô ta đã dự định cưới mình hay chưa, hay không? Phải không các anh chị? Đấy, cô ta đã có cái dự định get married với mình hay chưa? Thành ra mình chưa biết trước, là mình sẽ dùng chữ will. Thấy không các anh chị? Mình không có nói là are you going to marry me? Ví dụ các anh chị nói are you going to marry me có vẻ như là bắt buộc quá đi. Ok, darling là người yêu, em yêu. Ví dụ mình thương ai đó, mình cảm thấy mình mến, mình thương ai, thương thương hay là yêu ai, hay là cảm thấy mến thương người đó, mình cũng dùng darling. Ví dụ mình nói một thấy một em nhỏ dễ thương á, darling, do you want to go with me? Đã khái như vậy, go to the movie with me hay gì đó, đã khái vậy. Darling là một cái tiếng gọi cái người nào một cách ngọt ngào, thương yêu á, đã khái như vậy. Mà thường thường dùng cho người yêu nhiều hơn. Ok, darling. Rồi thành ra đây sẽ là will. Ok, will you marry me? Ok, next one. Jack, meet George tomorrow afternoon. Jack nó sẽ gặp George trưa mai. Yeah, it's meeting. Ok, thế là it's going to meet. Nếu mà cái thời điểm nó xa, tùy theo cái thời điểm gần xa mà các anh chị dùng be going to hay là present continuous. Thí dụ như bây giờ là buổi sáng thì trưa mai nó có vẻ nó hơi xa xa rồi phải không các anh chị, đến trưa mai là có vẻ hơi xa xa, nhưng mà ít nhất nó có cái plan rồi thì mình sẽ dùng be going to. Còn bây giờ là tối rồi, okay, tối rồi thì trưa mai nó cũng gần gần thì mình sẽ dùng cái present continuous. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Yeah, tùy theo cái thời điểm mà mình dùng cái be going to hay là present continuous. Ok, câu này. I think he be very successful. Tôi nghĩ là ông ta sẽ rất là thành công. Yes, ở đây tại sao mình dùng chữ will? Hả? Tại sao dùng chữ will ở đây? Các chị phải biết trả lời nha. You have to know what you're doing. Tại vì cái sự tin, ok, những cái điều mà mình tin, mình guess hay là gì đó, mình hope, thì chưa chắc gì nó xảy ra, chưa chắc gì đúng như vậy. Chỉ là cái điều đó đối với mình thôi. Mình đâu có biết cái người đó thật sự làm sao, phải không? Thành ra không có cái gì chắc hết trơn đó. Thì mình sẽ dùng chữ will. Ok, dùng chữ will. Very good. Okay, next one. When you visit me next year, when you visit me next year, khi nào mà bạn tới thăm tôi vậy? Năm tới khi nào bạn tới thăm tôi? Yes, ở đây mình sẽ dùng be going to. Tại next year nó xa rồi. Có cái dự định chưa các? Có dự định chưa? Hả? Không có dự định mình sao biết next year? Phải không? Đấy. Tại cái người kia nói sẽ tới thăm mình next year, năm tới, mà mình không biết năm tới là tháng mấy, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, 6, tháng 7, phải không?
cái người kia nói với mình rồi, tôi sẽ tới thăm bạn next year, thì mình mới hỏi lại, when are you going to visit me next year? Right? Yeah, nhớ nha, có dự định thì mình dùng be going to. Và nếu mà cái thời gian xa, mình chưa biết khi nào. Okay, next one. As soon as she arrives in Dallas, she gave you a call. Ngay cái lúc mà cô ta tới Dallas đó, thì cô ta sẽ gọi bạn. Okay, Thanh Thúy. Cái điều này á, mình có biết trước không? Hả? Mình có biết trước cái cô ta sẽ gọi không? Hả? Không biết. Thấy không? Mình nói vậy thôi. Đây là cái người thứ ba nói với cái người thứ hai. I mean, cái người thứ hai nói với cái người thứ nhất. Còn cái người thứ ba họ có làm hay không? Đâu có biết được. Thấy không? She mà. Đâu có phải nói là ai đâu. Chừng nào nói là ai đó, thì mình mới dùng cái be going to hay là present continuous. As soon as I arrive in Dallas, I am giving you a call. Hiểu chỗ này phải không? Các thì phải. No, Thanh Thúy, anh chị đồng ý không? Right. Cái này là cái người khác nói chứ không phải cái người mà tới Dallas quyết định. Khi nào mình dùng chữ I đó thì mình mới có cái plan. Còn cái này mình chỉ guess như vậy, mình nghĩ như vậy, mình đoán như vậy thôi. Mình cho là nó như vậy thôi chứ không phải người kia cho. Ở đây mình sẽ dùng she will, okay? She will give you a call. Nghĩa là cái sự gì mà request hay là guess hay là hope hay là think gì đó, những cái động từ mà nó hơi trừu tượng á, thì chỉ là mình sẽ dùng chữ will. Who do you think win the next national election? Bạn nghĩ ai sẽ thắng cái cuộc bầu cử quốc gia? Yeah, đây là will. Mình mới think thôi, mình đâu biết sự việc nó xảy ra làm sao đâu. Đấy, mình đâu có biết trước được. Sau đây sẽ là will win. Okay, now next one. I promise you I finish my homework on time next time. Okay, answer me. Is there a plan here? Có cái dự định trước không các anh chị? Hả? Có dự định trước không? Theo các anh chị nghĩ, có dự định trước không? Just answer me. Không. Okay, không. Tại sao không? Tại vì mình mới giọt miệng nói thôi. Mình đâu có promise trước đâu. Thí dụ câu này, okay? Thí dụ câu này. Okay, mình không có turn in homework. You don't turn in homework on time. So the teacher say, okay, you're going to fail. Nghĩa là ông thầy ông nói là bạn sẽ rớt rồi, okay? Bạn sẽ rớt rồi. Ông thầy ông sẽ cho rớt. Thì mình quán hồn mình ấy. I'm sorry sir, I promise you I finish my homework on time next time. Anh chị thấy không? Mới vừa nói thôi, mới vừa giọt miệng hứa thôi. Chứ đâu mình đâu có biết trước ông thầy ông cho mình rớt đâu mà mình nghĩ trong đầu mình sẽ hứa chuyện đó. Phải không? Đồng ý không nào? Phải không các anh chị? Thành ra ở đây mình mới vừa giọt miệng mình hứa thôi. Chứ mình đâu có biết trước ông thầy ông sẽ cho mình fail đâu mà mình nghĩ trong đầu mình sẽ hứa. Right? Ở đây không có cái plan trước, không có cái promise, không có plan là to promise. Ở đây mình sẽ dùng chữ will. Right? Nhiều khi mình hứa như vậy mà chưa chắc gì mình giữ lời hứa nữa đó, phải không các anh chị? Thành ra chữ will vô tựa như là hứa cuội. Right? Nghĩa là nói, cái này chỉ mình nói chung chung thôi, còn những cái trường hợp nào mà đặc biệt các anh chị cứ bring up. Okay. Cứ nêu ra rồi mình sẽ discuss. Ngày tiếng mình nói chung chung như vậy đó. Và thường thường là như vậy.
So đây mình sẽ nói là I will, okay? I promise you I will finish my homework on time next time.